Chứng đạo mới được dạy người tu tập. Đối với đạo Phật, một người tu tập làm chủ sinh già bệnh chết mới có quyền làm thầy dạy người khác tu tập. Còn khi tu tập chưa chứng đạo thì không được phép dạy ai tu tập cả. Vì dạy như vậy sẽ nói sai không đúng pháp. Bởi vậy hiện giờ kinh sách Phật giáo đều do những người tu chưa chứng đạo viết, nên viết sai không đúng lời Phật dạy, khiến cho người sau không biết đường lối tu tập. Đức Phật đưa ra một thí dụ như một người chưa từng biết lõi cây mà không chịu thưa hỏi, tự mình đi vào rừng tìm lõi cây, rồi chặt mang về một số cành lá, nhưng trong trí cứ đinh ninh rằng mình đem lõi cây về nhà. Có một người hiểu biết lõi cây mới bảo rằng đây không phải lõi cây, mà đây chỉ là cành lá của cây, nó không dùng được. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứt thẳng, có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, và tưởng rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Đạo Phật tu hành không phải khó, nhưng khó ở chỗ người dạy tu chưa chứng đạo. Vì tu chưa chứng đạo nên dạy tu sai pháp. Người tu chưa chứng đạo cũng giống như người chưa biết lõi cây mà đi tìm lõi cây thì làm sao tìm được. Những ví dụ trên đây của Đức Phật dạy quá thực tế, rõ ràng và cụ thể, không còn chỗ nào nghi ngờ. Một người mới nghe được pháp xả tâm ly dục ly ác pháp bằng pháp như lý tác ý, giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là tuyệt vời. Về nhà tập thử, thấy có kết quả, xả được tâm dục và các ác pháp chút ít, liền gặp ai cũng đem pháp này ra, dạy đạo, làm như mình đã chứng đạo. Đó là một điều sai hết sức. Mình tu chưa xong mà đi dạy đạo là một việc làm cấm kỵ nhất trong Phật giáo. Đạo Phật là đạo vô ngã, thế mà đi dạy đạo lúc tu hành chưa xong thì chỉ có nuôi ngã, làm cho ngã lớn hơn, thì đó là đi ngược lại đạo Phật. Cũng giống như các sư thầy Đại Thừa dạy người cúng dường Tam Bảo sẽ được phước báo lớn. Đây cũng giống như người chặt lấy cành lá mà tưởng là lõi cây, thật là vô minh mà không biết. Lần thứ hai, Đức Phật lại nhắc nhở muốn tu hành chứng đạo thì chỉ có người tu chứng đạo mới dẫn dắt đi đến chứng đạo. Còn những người chưa chứng đạo mà hướng dẫn tu chứng đạo thì cũng giống như người không biết lõi cây mà vào rừng chặt một miếng vỏ cây ngoài mang về và bảo đó là lõi cây. Người hiểu biết lõi cây bảo rằng đó chỉ là vỏ ngoài cây chứ không phải lõi cây. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trước một cây lớn đứng thẳng, có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Qua lời dạy trên đây của Đức Phật, chúng ta có thể nhận xét và biết rõ các sư thầy dạy người tu tập để làm chủ sinh già bệnh chết, mà chính các sư thầy cũng chưa làm chủ sinh già bệnh chết. Vì vậy, các sư thầy biết pháp gì làm chủ sinh già bệnh chết mà dạy người tu? Nhìn những tu sĩ Phật giáo hiện giờ,
chỉ lấy cái học bằng tiến sĩ này bằng tiến sĩ khác rồi dạy tín đồ tu tập. Các ông sư thầy tiến sĩ này cũng giống như những người đi tìm lõi cây mà chẳng biết lõi cây, chặt lấy vỏ cây trong mà cho đó là lõi cây. Trong kinh sách Phật dạy mọi người phải cân nhắc khi muốn làm thầy dạy người tu thì phải tu chứng đạo, có nghĩa là làm chủ được bốn sự khổ đau của kiếp người sinh, già, bệnh, chết. Người không hiểu biết lõi cây, chặt lấy vỏ trong cây, tưởng là lõi cây mang về bảo với mọi người là lõi cây. Việc làm đó cũng giống như các sư thầy đại thừa tu hành chưa chứng đạo, lên tòa thuyết pháp, dạy tín đồ lại sám hối hồng danh chư Phật để tiêu tai giải nạn và được nhiều công đức nhờ chư Phật gia hộ, hoặc dạy niệm Phật cầu giảng sinh để khi chết được sinh về cõi cực lạc Tây Phương. Dạy đạo như vậy, làm sao người tu hành làm chủ được sinh già, bệnh, chết? Một người không biết lõi cây, bỏ lõi, bỏ cành lá, bỏ vỏ ngoài, bỏ vỏ trong của cây, mà chỉ lấy giác cây, cho đó là lõi cây. Hành động vậy, làm sao làm chủ sinh, già, bệnh, chết được? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, chặt lấy giác cây mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây, và người này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Một lần nữa Đức Phật dạy, người không biết lõi cây mà đi tìm lõi cây cũng giống như người chưa biết pháp tu mà nghe người ta dạy tu, thì liền tu không cần tư duy, suy nghĩ cho chín chắn, nên đã tu sai pháp. Vì thế mà tu không chứng đạo, uổng công sức và phí một đời tu tập. Muốn tu chứng đạo thì nên tìm người tu chứng đạo. Người tu chứng đạo sẽ dạy như thế nào thì tu như thế nấy, thì sẽ chứng đạo. Cho nên trong cuộc đời tu hành phải tìm một người tu chứng, nhưng tìm một người tu chứng đạo là khó vô cùng. Người tu không chứng đạo cũng giống như người không biết lõi cây. Các sư thầy đại thừa và các thiền sư đông độ không biết phương pháp tu tập làm chủ sinh già bệnh chết mà dạy tín đồ kiến tánh thành Phật, hay dạy chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền, biết vọng liền buông thiền tông, cũng giống như người lấy giác cây mà cho đó là lõi cây. Cho nên Đức Phật dạy rất cụ thể, một người không biết lõi cây, bỏ lõi, bỏ cành lá, bỏ vỏ ngoài, bỏ vỏ trong, chỉ lấy giác cây mà cho đó là lõi cây. Do biết đời là đau khổ nên mới xuất gia tu hành, từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa, chỉ ngày ngày đi xin ăn mà thôi. Nhờ đó đời sống không bị ràng buộc bởi bất cứ một điều gì, nên mới gọi đó là giải thoát. Chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy. Cũng vậy, này Bà La Môn, ở đây có người do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do ta bị trong sanh già chết sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Nhưng khi đã xuất gia là một tu sĩ thọ giới cụ túc đầy đủ, thì được Phật tử cung kính cúng dường. Do cung kính cúng dường nên lợi dưỡng nhiều, vì vậy vị tu sĩ này chìm đắm trong danh vọng. Do chìm đắm trong danh vọng, vị này không còn lo tu hành gì cả, nên cuộc đời vẫn bị trôi lăn trong dòng sáo nẻo luân hồi khổ đau. Đức Phật biết rõ điều này nên cảnh giác các vị tu sĩ đã xuất gia thọ cụ túc giới. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy khen mình chê người. Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và không cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Vị ấy trở thành biến nhát và thụ động. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài,
chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây, và người ấy sẽ không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này, Bà La Môn, ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Người xuất gia chỉ mới được sự cung kính cúng dường mà đã tự mãn, thì cũng giống như người tìm lõi cây mới chặt được cành lá, mà hân hoan cho mình đã được lõi cây, thì đó là tự giết mình trên đường tu tập. Vì con đường tu còn dài, chừng nào tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết xong, thì mới không còn tu tập nữa. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này hoan hỷ tự mãn, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người, và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy không trở thành biến nhát và thụ động, vị ấy thành tựu giới đức. Vì thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Vì thành tựu giới đức này, vị ấy khen mình chê người. Ta trì giới theo thiện pháp, các tỳ kheo khác phá giới theo ác pháp. Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và không cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn giới đức. Vị ấy trở thành biến nhát và thụ động. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt lấy vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây, và người này sẽ không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà La Môn, ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Người tu sĩ mới giữ được giới luật nghiêm chỉnh mà đã tự mãn, thì cũng giống như người đi tìm lõi cây, chỉ lấy vỏ ngoài cây mà cho là lõi cây thì thật là vô minh. Giữ giới nghiêm túc đâu phải là cứu cánh ở đây. Mỗi chặng đường tu tập, Đức Phật thường cảnh giác để chúng ta lưu ý mà không bị dính mắc. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy tiếp. Vì thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người, và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn giới đức. Vị ấy không trở thành biến nhát và thụ động, vị ấy thành tựu thiền định. Do thành tựu thiền định này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu thiền định này, vị ấy khen mình chê người. Ta có thiền định nhất tâm, các tỳ kheo khác không có thiền định, tâm bị phân tán. Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và không cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn sự thành tựu thiền định, vị ấy trở thành biến nhát và thụ động. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong cây, lấy vỏ trong mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây, và người này sẽ không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà La Môn, ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Người tu sĩ mới đạt được nhiếp tâm bất động 1-2 giờ mà đã tự mãn cho mình hơn người, không ai bằng mình, đi ra khoe khoang, nói với người này người khác, ta đã bất động tâm. Người tu hành như vậy thì cũng giống như người đi tìm lõi cây, chỉ lấy vỏ trong cây mà đã hân hoan la lối cho là lõi cây, thật là ngu si, mê mờ, không sáng suốt. Thấy được điều này, Đức Phật đã cảnh giác như lời dạy trên đây. Vị ấy thành tựu thiền định, vì thành tựu thiền định này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu thiền định này khen mình chê người, vị ấy phát khởi lòng ao ước và cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn sự thành tựu thiền định. Vị ấy không trở thành biến nhát và thụ động. Vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy do tri kiến này hoan hỷ tự mãn. Vị ấy do tri kiến này khen mình chê người. Ta sống, thấy và biết. Các tỳ kheo khác sống không thấy và không biết. Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và không cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Vị ấy trở thành biến nhát và thụ động. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây.
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này sẽ không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà La Môn, ta nói rằng người này giống ví dụ ấy. Người tu sĩ mới thành tựu tri kiến giải thoát mà đã tự mãn, cho mình hơn người, không ai bằng mình. Nhưng không ngờ tri kiến giải thoát của mình chỉ là tưởng giải. Nếu không cân nhắc kỹ lưỡng, thì cũng giống như người đi tìm lõi cây, chỉ lấy giác cây mà đã hân hoan cho là lõi cây. Thật là ngu si, mê mờ, không sáng suốt. Thấy được điều này, Đức Phật đã cảnh giác như lời dạy trên đây. Vị ấy thành tựu tri kiến, vị ấy do tri kiến này hoan hỷ, nhưng không tự mãn. Vị ấy không do tri kiến này khen mình chê người. Vị ấy phát khởi lòng ao ước, cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Vị ấy không trở thành biến nhát và thụ động. Và này Bà La Môn, những pháp gì cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến? Ở đây, này Bà La Môn, tỳ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo vượt mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy giới trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn trừ. Này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Này Bà La Môn, các pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, lấy và mang đi, và tự biết đó là lõi cây, và người ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà La Môn, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Chừng nào người tu sĩ nhập bốn thiền, thực hiện tâm minh, làm chủ sinh già bệnh chết, thì đó mới là lõi cây. Vì thế Đức Phật kết luận để chúng ta thấy rõ, con đường tu tập phải qua nhiều chặng đường, nhưng mục đích cuối cùng là tâm bất động. Chỉ có tâm bất động mới làm chủ sinh già bệnh chết, đó mới chính là lõi cây. Như vậy, này Bà La Môn, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này Bà La Môn, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây của phạm hạnh, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Bài thuyết pháp của Đức Phật đến đây chấm dứt, nhưng nó xác định cho chúng ta biết
các pháp tu tập không ngoài 37 phẩm trợ đạo. Khi ấy, các vị Bà La Môn được nghe bài pháp này và đại diện cho tất cả các Bà La Môn khác, Bà La Môn Biga La Cốc Tra tán thán ca ngợi Phật. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Biga La Cốc Tra bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, và nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng." Đúng vậy, chỉ có con đường của Phật giáo mới đưa loài người qua biển khổ luân hồi sanh tử. Chúng ta may mắn thay được sinh lên làm người và gặp được chánh pháp của Phật. Thật là phước báo nhiều đời đã có gieo trồng. Nếu không gieo trồng, làm sao đời này có duyên gặp lại? Nhân nào quả nấy. Trước không gieo trồng với chánh pháp thì kiếp này khó gặp chánh pháp, phải không quý vị? Sống độc cư, sống một mình. Rừng núi là nơi yên tịnh cho người tu tập xả tâm ly dục, ly bất thiện pháp. Vậy ai là người tu sĩ thì tìm nơi này, ngồi kiết già, lưng thẳng, giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Độc cư là một đức hạnh phòng hộ sáu căn mà người tu sĩ Phật giáo trong thời nào cũng phải giữ gìn cho tròn đủ. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện của ba vị tôn giả cùng nhập thất tu tập trong khu rừng sừng bò đã giữ gìn hạnh độc cư như thế nào. Một hôm, Đức Phật đến thăm ba vị đệ tử của mình đang tu tập trong khu rừng sừng bò. Khi Đức Phật bước vào khu rừng sừng bò, thì người giữ rừng ra ngăn cản. Thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền bạch Thế Tôn: "Bạch Sa Môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba thiện nam tử đang trú tại đây. Họ giữ hạnh độc cư, miên mật tu hành. Ngài chớ có phiền nhiễu các vị ấy." Lúc bấy giờ, Ngài A Na Luật nghe thấy thế mới bảo người giữ rừng rằng: "Đức Phật là thầy của chúng tôi." Tôn giả Anuruddha nghe người giữ rừng nói chuyện với Thế Tôn như vậy, liền nói với người giữ rừng: "Này người giữ rừng, chớ có ngăn chặn Thế Tôn. Thế Tôn là bậc đạo sư của chúng tôi đã đến thăm." Ngài A Na Luật mới đi gọi các bạn đồng tu của mình đến đón Đức Phật. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila và nói: "Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta đã đến thăm." Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn. Một người cầm y bát của Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, các tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với tôn giả Anuruddha đang ngồi xuống một bên: "Khi ngồi xong vào chỗ ngồi, Đức Phật liền hỏi A Na Luật sự công phu tu tập của ba vị như thế nào. Này các Anuruddha, các ông có được an lành không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có khỏi mệt nhọc không?" Câu trên đây Đức Phật hỏi: "Này A Na Luật, các ông nhiếp tâm có an trú được không? Khi xả ra có thấy yên vui không? Và đi xin ăn có mệt nhọc không?" Khi được hỏi như vậy,
Ông A Na Luật thay các bạn trả lời: Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành. Bạch Thế Tôn, chúng con sống yên vui. Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực, khỏi có mệt nhọc. Nghe đệ tử của mình trả lời như vậy, Đức Phật hỏi tiếp: Này các Anuruddha, các ông có sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không? Ông A Na Luật thay hai bạn đồng tu trả lời tiếp: Bạch Thế Tôn, thực sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. Khi nghe ông A Na Luật trả lời chung chung như vậy, Đức Phật mới hỏi cặn kẽ, để người sau khi đọc đoạn kinh này phải thông suốt, chứ không phải Đức Phật không hiểu ý các đệ tử của mình. Này các Anuruddha, như thế nào các ông sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm? Ông A Na Luật trả lời Phật: Nhưng chính là giải thích cho người đời sau nghe để hiểu biết thế nào là sống độc cư. Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghe như sau: Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy. Rất hạnh phúc khi cùng tu tập với những người quyết tâm tu tập thì luôn luôn giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm và hạnh độc cư trọn vẹn, nên không làm động người khác, nên không nói chuyện, không ngó nhìn người khác, chờ người khác đi khất thực rồi mình mới đi, chứ không đồng thời đi một lượt. Ông A Na Luật trả lời tiếp: Bạch Thế Tôn, do vậy đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp trước mặt và sau lưng. Chúng con sống hòa hợp như nước với sữa, vì chúng con trước mặt cũng như sau lưng đều khởi lòng yêu thương bạn đồng tu của mình. Vì thế chúng con không có gì tranh cãi gây trở ngại trong sự tu tập của mình và các bạn. Đó là chúng con sống độc cư, sống cùng ba người ở chung nhau trong một khu rừng, nhưng tưởng chừng như mình sống một mình. Vì sống ba người mà không ai nói chuyện với ai. Ông A Na Luật trả lời tiếp theo: Bạch Thế Tôn, do vậy chúng con nghĩ như sau: Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này. Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. Đúng vậy, sống độc cư là sống biết tùy thuận, sống theo ý của người khác, thì đó là sống hòa hợp như nước với sữa. Sống hòa hợp như nước với sữa là sống với lòng yêu thương. Chỉ có lòng yêu thương mới sống trọn vẹn với bạn đồng tu. Bởi vậy, muốn sống với lòng yêu thương trọn vẹn thì không có cách nào khác hơn phải từ bỏ sống theo tâm mình mà sống theo tâm các bạn. Ý kiến thực hiện lòng yêu thương bằng cách bỏ tâm mình sống theo tâm bạn, tức là tùy thuận tâm bạn mà sống, thì làm sao có xung đột tranh cãi, thì làm sao có chướng ngại pháp, và như vậy mới gọi là sống độc cư. Rồi tôn giả Nandiya, tức Nanda, cũng nói như tôn giả A Na Luật:
kế tôn giả Kimila, cũng nói như tôn giả Ana Luật. Tôn giả Nan Đà và tôn giả Kimila cùng nói như tôn giả Ana Luật. Vì thế Đức Phật rất tán thán, ca ngợi hạnh độc cư của ba vị tôn giả này và hỏi: lành thay, này Anuruddha, này các Anuruddha, các ông có sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần không? Được Đức Phật hỏi vậy, ông Ana Luật thay các bạn trả lời: Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Đức Phật bảo ông hãy giải thích như thế nào là không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này các Anuruddha, như thế nào các ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần? Ông Ana Luật giải thích lối sống độc cư của ba người cho Đức Phật nghe, để có sai chỗ nào thì Đức Phật dạy sửa lại cho đúng hạnh độc cư của người tu. Ở đây, Bạch Thế Tôn, chúng con, ai đi vào làng khất thực về trước thì người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai đi vào làng khất thực về sau thì người ấy còn đồ ăn thừa, nếu muốn ăn thì ăn, nếu không muốn ăn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh, hay đổ vào nước không có loài côn trùng. Và người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân hay ghè nước trong nhà cầu hết nước, trống không, thì người ấy sẽ lo liệu nước. Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của mình, thì người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: chúng ta hãy lo liệu nước. Dầu vậy, Bạch Thế Tôn, chúng con không vì vậy mà gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, Bạch Thế Tôn, suốt cả đêm chúng con ngồi đàm luận về đạo pháp bằng cách im lặng. Như vậy, Bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Sống độc cư như ba vị tôn giả này thật là tuyệt vời. Trong cuộc đời tu hành, chúng ta khó thấy ai tu hành sống độc cư được như ba vị tôn giả này. Đời nay tu hành kỳ lạ, tu sĩ hay cư sĩ vào thất tu tập cứ sống ít hôm thì viết thư hỏi thầy điều này thế kia, hoặc hỏi xin cái này cái khác. Tâm họ luôn luôn phóng dật, phá hạnh độc cư mà không biết. Đức Phật hỏi tiếp: các ông sống độc cư trọn vẹn như vậy, các ông có làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Lành thay, này các Anuruddha, này các Anuruddha, các ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, các ông có chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, sống thoải mái an lạc không? Ông Ana Luật trình bày kết quả sự tu tập của mình trong khi sống trọn vẹn hạnh độc cư như vậy. Bạch Thế Tôn, sao có thể không được? Ở đây Bạch Thế Tôn, đã lâu lắm rồi, cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm. Như vậy, Bạch Thế Tôn, đối với chúng con là pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Chúng con chứng được và sống thoải mái, an lạc. Nhờ chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Đức Phật khen ngợi các ông tu tập vậy là đúng pháp. Các ông có chứng được các pháp khác cao hơn chăng?
lành thay, này các Anuruddha, này các Anuruddha, các ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, và sống thoải mái an lạc không? Ông A Na Luật trả lời thay cho hai bạn đồng tu: Bạch Thế Tôn, làm sao có thể không được? Ở đây, Bạch Thế Tôn, lâu nay cho đến khi chúng con muốn, chúng con diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia. Chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, và sống thoải mái, an lạc. Nghe xong, Đức Phật lại ca ngợi và khen tặng sự tu tập của ba vị tôn giả. Lành thay, này các Anuruddha, này các Anuruddha, các ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, và sống thoải mái an lạc không? Ông A Na Luật trả lời tiếp: Bạch Thế Tôn, làm sao có thể không được? Ở đây, lâu nay cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia. Chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, và sống thoải mái an lạc. Nghe xong, Đức Phật lại ca ngợi, khen tặng và hỏi tiếp: lành thay, này các Anuruddha, này các Anuruddha, các ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, và sống thoải mái an lạc không? Mỗi lần hỏi là mỗi lần ông A Na Luật trả lời một cách phân minh rõ ràng. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể không được? Ở đây, lâu nay cho đến khi chúng con muốn, chúng con xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia. Chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, và sống thoải mái an lạc. Nghe xong, Đức Phật rất hoan hỷ, ca ngợi sự siêng năng tu tập của các vị tôn giả. Lành thay, này các Anuruddha, này các Anuruddha, các ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, và sống thoải mái an lạc không? Sau khi ông A Na Luật trình bày nhập các định hữu sắc xong, thì Đức Phật muốn trắc nghiệm xem các đệ tử của mình có thể nhập được các định vô sắc không, tức là các loại định tưởng. Một khi đã nhập được các định hữu sắc, thì các định vô sắc đối với các vị như A Na Luật đâu còn khó khăn. Vì thế, ông A Na Luật trình bày cách thức nhập không vô biên xứ. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể không được? Ở đây, lâu nay cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý,
đối với dị tưởng. Chúng con nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Kế tiếp, A Na Luật trình bày cách thức nhập thức vô biên xứ. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia. Chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh và sống thoải mái, an lạc như trên. Ở đây, lâu nay cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt qua mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ như trên. Kế tiếp, A Na Luật trình bày cách thức nhập vô sở hữu xứ. Ở đây, lâu nay cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt qua mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ như trên. Kế tiếp, A Na Luật trình bày cách thức nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở đây, lâu nay cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt qua mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Kế tiếp, A Na Luật trình bày cách thức nhập diệt thọ tưởng định. Ở đây, lâu nay cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Sau khi đã thấy nhờ trí tuệ, các lậu hoặc của chúng con được đoạn trừ. Kế tiếp, A Na Luật trình bày khi nhập xong các loại tưởng định thì mới thấy trí tuệ vô lậu. Đoạn kinh này chịu ảnh hưởng kinh sách phát triển, cho rằng khi nhập xong diệt thọ tưởng định thì mới có trí tuệ vô lậu. Thật ra, trí tuệ vô lậu xuất hiện khi tâm bất động trên tứ niệm xứ 7 ngày đêm thì có tứ thần túc. Trong tứ thần túc có tuệ như ý túc. Trong tuệ như ý túc có lậu tận minh. Lậu tận minh là trí tuệ vô lậu, cho nên kinh phát triển dạy sai, không đáng tin cậy. Kinh phát triển dạy theo kiến giải, sắp xếp theo thứ lớp từ định hữu sắc đến định vô sắc, tức định tưởng. Đạo Phật chỉ cần nhập được các định hữu sắc là đã tu tập xong. Còn các loại định tưởng là các loại định của ngoại đạo. Chúng ta nên nhớ kỹ lại, khi Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc đi tu thì gặp hai vị thầy ngoại đạo dạy Đức Phật nhập các loại định tưởng, từ không vô biên xứ tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi nhập xong, Đức Phật thấy không làm chủ sinh già bệnh chết, nên Ngài đã ném bỏ như ném chiếc giày rách. Chúng tôi không bao giờ nói với tôn giả Anuruddha như sau: chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này. Và nhờ vậy, tôn giả Anuruddha trước mặt Thế Tôn đã nêu rõ các quả chứng cho đến sự đoạn trừ các lậu hoặc. Chư tôn giả không nói với tôi như sau: chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này. Nhưng với tâm của tôi biết được tâm của các tôn giả. Chư tôn này là người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này. Bài kinh có điều đáng lưu ý là sự sống của ba vị tôn giả luôn luôn giữ hạnh độc cư trọn vẹn, nhất là tu tập được cái gì cũng không khoe khoang nói cho người khác biết. Đó là điều cần phải ghi nhớ. Bài kinh này được đem ra đây để mọi người thấu rõ biết cách ứng dụng 37 phẩm trợ đạo vào đời sống tu tập của mình, nhất là những gương hạnh sống độc cư và thực hiện các pháp làm chủ sinh
già, bệnh, chết của ba vị tôn giả một cách thiết thực, cụ thể. Tâm vô lậu, mục đích tu chứng đạo là tâm vô lậu. Chúng ta hãy lắng nghe các vị đại đệ tử của Phật, mỗi người đều có một kinh nghiệm tu tập khác nhau, không ai tu tập giống ai, nhưng kết quả tâm đều vô lậu. Vô lậu là mục đích mà mọi người tu tập đều phải đạt được. Như vậy mới gọi là giải thoát. Ông A Nan trình bày sự tu tập của mình theo đặc tướng như sau. Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỳ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến, khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoàn trừ mọi tùy miên. Này hiền giả Sariputta, hạng tỳ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Ông A Nan đã trình bày sự hiểu biết tu hành của mình bằng cách nghe nhiều do ông làm thị giả Phật. Khi nghe Phật thuyết giảng là ông ghi nhận trong tâm từng lời nói, từng ý nghĩa, từng hành động tu tập từ thấp đến cao sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Do sự tu tập như vậy sẽ làm sáng chói khu rừng Gosinga. Sự trình bày của ông A Nan tu hành rất căn bản, nghe hiểu rồi thực hành. Khi ông A Nan trình xong sự tu tập của mình thì ông Xá Lợi Phất hỏi tôn giả Rivatta. Này hiền giả Rivatta, tôn giả A Nan đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Rivatta. Này hiền giả Rivatta, khả ái thay ngôi rừng Gosinga như trên. Này hiền giả Rivatta, hạng tỳ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Tôn giả Rivatta trình bày chỗ tu tập của mình là giữ gìn tâm thanh tịnh bất động. Trong bất cứ giờ nào, ngày nào, chỗ nào cũng ở trong trạng thái không tịch thì sẽ làm sáng chói khu rừng Gosinga. Đó là kinh nghiệm tu hành của tôi, xin trình bày cho các tôn giả đang có mặt trong ngôi nhà mát được nghe. Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỳ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp tịnh chỉ, không gián đoạn tâm thanh tịnh, thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này hiền giả Sariputta, hạng tỳ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Khi nghe xong sự trình bày tu tập của tôn giả Rivatta, thì tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tôn giả A Na Luật. Còn ông tu tập như thế nào? Này hiền giả Anuruddha, tôn giả Rivatta đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Anuruddha. Này hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Gosinga như trên. Này hiền giả Anuruddha, hạng tỳ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Tôn giả A Na Luật trả lời qua kinh nghiệm tu hành của mình. Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỳ kheo, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, ví như một người có mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát 1000 đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này hiền giả Sariputta, tỳ kheo, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Ngài A Nan Luật, trước khi gặp Phật Pháp, thì Ngài là người bị mù đôi mắt. Nhưng khi gặp chánh Pháp của Phật, Ngài nỗ lực tu tập, giữ tâm thanh tịnh bất động và chứng đạt tâm bất động. Nên mỗi khi muốn nhìn thấy, Ngài đều dùng thiên nhãn của mình để thấy mọi vật, chứ không còn là đôi mắt thường của chúng ta nữa. Cho nên, Ngài trình bày chỉ có người tu tập có cái nhìn thanh tịnh, không bị nhiễm ô các dục, không bị dao động bởi các ác pháp. Cái nhìn được như vậy thì sẽ làm sáng chói khu rừng Gosinga. Sau khi nghe tôn giả A Na Luật trình bày xong,
thì Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Tôn giả Đại Ca Diếp: còn Tôn giả tu tập như thế nào? Này hiền giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Kassapa: này hiền giả Kassapa, khả ái thay ngôi rừng Gosinga như trên. Này hiền giả Kassapa, hạng tỳ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Nghe hỏi như vậy, Tôn giả Đại Ca Diếp trình bày sự tu tập của mình. Ở đây, này hiền giả Sariputta tỳ kheo, tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi, tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất thực, tự mình mặc y phấn tảo và tán thán hạnh mặc y phấn tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạnh ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, tự mình sống độc cư và tán thán hạnh sống độc cư, tự mình sống không nhiễm thấy tục và tán thán hạnh không nhiễm thấy tục, tự mình tinh cần tinh tấn và tán thán hạnh tinh cần tinh tấn, tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Này hiền giả Sariputta, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Ngài Đại Ca Diếp trình bày sự tu tập của mình qua các hạnh buông xả của một người xuất gia, ly gia, cắt ái, sống không gia đình, không nhà cửa, chỉ còn ba y, một bát, đi xin ăn hàng ngày, ai cho sao cũng ăn được, không chê cũng không khen. Tự mình thích sống trong rừng núi thanh vắng, tự mình thích sống đi khất thực, tự mình thích mặc y áo thô xấu, tự mình thích sống ba y một bát, không thích nhiều đồ, tự mình thích sống thiểu dục tri túc, tự thích sống độc cư, không thích nói chuyện với bất cứ một người nào, tự mình thích sống không đắm nhiễm thế tục, tự mình thích sống siêng năng, tự mình thích sống giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, tự mình thích sống tinh tấn, giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, tự mình thích sống với tri kiến giải thoát. Sống như Ngài Đại Ca Diếp như vậy là đã giải thoát chứng đạo rồi, còn gì mà không làm sáng chói khu rừng Gosinga? Khi Ngài Đại Ca Diếp trình bày xong, thì Ngài Xá Lợi Phất hỏi Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: còn kinh nghiệm tu hành của Ngài như thế nào? Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakasapa đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamoggallana: này hiền giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosinga, này hiền giả Moggallana, hạng tỳ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Khi nghe Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi như vậy, thì Tôn giả Đại Mục Kiền Liên trả lời như sau: ở đây, này hiền giả Sariputta, hai tỳ kheo đàm luận về Ahihamma, tức A Tỳ Đàm. Các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với nhau, chứ không dừng lại, không trả lời được. Và cuộc đàm luận về Pháp được tiếp tục. Này hiền giả Sariputta, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Tôn giả Mục Kiền Liên là người đệ nhất thần thông trong các hàng đệ tử của Phật. Sao ông không đem Pháp tu hành nào mà có được thần thông đó? Ở đây, ông lại đem bộ luận A Tỳ Đàm ra luận bàn, thì chúng tôi tin rằng đây có phải là ông Mục Kiền Liên trả lời hay là người sao thêm vào để hạ bệ các hàng đệ tử của Phật? Luận A Tỳ Đàm là một bộ sách lý luận, chớ đâu phải là những hành động tu tập thanh tịnh làm sáng chói khu rừng Gosinga. Ở đây chúng ta không được Ngài Mục Kiền Liên trình bày sự tu tập như thế nào để trở thành một người đệ tử đệ nhất thần thông của Phật, nhưng chúng ta cũng biết thần thông đệ nhất đều xuất phát từ tâm bất động. Dù muốn dù không thì Ngài Mục Kiền Liên phải sống trong tâm bất động suốt trong 7 ngày đêm
thì mới gọi là đệ nhất thần thông. Khi tôn giả Đại Mục Kiền Liên trả lời xong, liền hỏi lại tôn giả Xá Lợi Phất, còn ngài tu hành như thế nào? Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Sariputta, này hiền giả Sariputta, khả ái thay, khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng, cây ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Sariputta, hạng tỳ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Nghe hỏi như vậy, tôn giả Xá Lợi Phất trình bày sự tu tập của mình để huynh đệ cùng nghe. Ở đây, này hiền giả Moggallana, tỳ kheo điều phục được tâm, không phải tỳ kheo không điều phục được tâm. Ăn trú quả nào vị ấy muốn ăn trú vào buổi sáng, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi sáng. Ăn trú quả nào vị ấy muốn ăn trú vào buổi trưa, vị ấy ăn trú quả ấy buổi trưa. Ăn trú quả nào vị ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này hiền giả Moggallana, tỳ kheo điều phục được tâm, không phải tỳ kheo không điều phục được tâm. Ăn trú quả nào tỳ kheo ấy muốn ăn trú vào buổi sáng, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi sáng. Ăn trú quả nào tỳ kheo ấy muốn ăn trú vào buổi trưa, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi trưa. Ăn trú quả nào vị tỳ kheo ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Này hiền giả Moggallana, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Sự trình bày tu tập của ông Xá Lợi Phất nhiếp tâm và an trú tâm, muốn hồi nào đều làm được hồi ấy. Một, tỳ kheo điều phục được tâm, không phải tỳ kheo không điều phục được tâm. Hai, an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy buổi trưa. Ăn trú quả nào vị ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Khi trình bày sự tu tập cho mọi người nghe xong, thì tôn giả Xá Lợi Phất đề nghị các tôn giả nên đem đến hỏi Phật qua kinh nghiệm tu hành của mình, đúng, sai, để Đức Phật chỉnh sửa lại. Lời đề nghị quá hợp lý, nên mọi tôn giả đều rủ nhau đến chỗ Phật để thưa hỏi cho cặn kẽ. Nhất là mọi vị đều thuật lại những công phu tu hành của mình cho Đức Phật nghe. Sau khi nghe xong các tôn giả trình bày, Đức Phật chỉ trả lời ngắn gọn mà không phê bình một tôn giả nào tu tập sai pháp cả. Có nghĩa là Đức Phật chấp nhận các tôn giả đều tu tập đúng, nhưng có điều là các ông không khéo trả lời, chỉ thẳng tâm bất động. Đạo Phật tu hành rất đơn giản, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có cầu kỳ như các tôn giả trình bày pháp tu tập. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật trả lời pháp môn tu hành một cách đơn giản. Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời. Và này các ông hãy nghe ta nói, hạng tỳ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này Sariputta, tỳ kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt và nghĩ rằng ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này Sariputta, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lời dạy của Đức Phật tu hành rất đơn giản. Ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Quý vị có nghe lời dạy này không? Tu hành chỉ cần ngồi kiết già hay bán già, rồi khéo tác ý
để giữ tâm giải thoát các lậu hoặc và không để tâm dính mắc chỗ nào cả, tức là không chấp thủ. Tu tập có như vậy mà quý vị sao bị chấp thủ quá nhiều, nào là tâm hết vọng tưởng, nào là tâm thanh tịnh, nào là khinh an hỷ lạc, nào là hơi thở nhẹ nhàng, nào là vui mừng hết cỡ, nào là xúc động rơi nước mắt, nào là kiến tánh thành Phật, nào là niệm Phật nhất tâm, nào là biết vọng liền buông, nào là tham công án, tham thoại đầu, vân vân. Tất cả những tâm niệm này là tâm chấp thủ. Tu tập ở đây Đức Phật dạy rất đơn giản, chỉ ngồi kiết già lưng thẳng, rồi giữ tâm không lậu hoặc và không để tâm dính mắc một cái gì khác. Xin quý vị lưu ý, giữ tâm không lậu hoặc không có nghĩa là giữ tâm trong vọng niệm, mà giữ tâm không giận hờn, thương, ghét, lo, buồn, sợ hãi, vân vân. Ở đây có nghĩa là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi Đức Phật xác định pháp môn tu tập đơn giản, còn các vị đệ tử trình bày pháp môn tu tập quá khó khăn và rất phức tạp.